giấy bảo hành các thứ riêng hay có bảo hành online? Bảo hành không? Online anh ạ. Sau anh cần gì thì anh qua đọc số điện thoại cho bên em là được. Xin chào các anh em, đây là bản E43 Go vừa mới cập bến tại Hà Nội các anh em nhé. Chiếc thùng, những chiếc thùng đầu tiên tại Hà Nội. Và đây là phiếu bốc thăm trúng thưởng. Ngoài ưu đãi về giá thì anh em sở hữu cái chiếc thùng bản Go, phiên bản Go này sẽ có cơ hội trúng vé đi dự giải đua MotoGP tại Malaysia, hoặc là trúng xe Exciter 155 các anh em nhé. Và số lượng thì có số lượng thùng là có giới hạn. Tại thị trường Việt Nam, tại thị trường Việt Nam là có 2580 cái. Giấy đường đấy. Vâng. Đó không phải giấy sang tên nữa đâu. À, vâng, giấy 125 hay 150 đấy. Không nhớ đâu. Em hình như em có chụp giấy, nếu mà cần anh nhắn cho em Zalo em gửi thêm ảnh nữa, gửi cho anh cái kia luôn, gửi cho anh giấy luôn. Logo. Vâng, 2 triệu thùng đánh dấu mốc 2 triệu thùng của GB được làm bằng đồng và đặt ở trên nắp thùng màu vàng. Bản này đẹp hơn bản kia, cũ kia chứ. Đúng không? Vâng. Và bản kia đó mà không giảm giá nó sao nó cạnh tranh với bản này nhỉ? Là... có khi là mấy bố ông bà già kia ông biết rồi. Bản này nó có số lượng 1480 cái. Yeah. Vâng. Còn 32 thì là 1100 cái, bán hết là thôi không sản xuất nữa. Đây các anh em nhá, mình so sánh luôn. Đây là bản mới, bản Go này, còn cái góc kia này là bản cũ. À đây. Đấy. Bản cũ. So với bản cũ thì bản này đẹp hơn rất là nhiều anh em nhá. Màu đồng, có thêm logo đồng ở trên nắp thùng. Và giá thì đang ưu đãi rất là nhiều. 1.450.000 và chiếc thùng cũ là 1.650.000. Là so sánh hai thùng cho anh em xem luôn. Góc, góc kia. Đấy, đang theo ở trên giá đấy. Rất là ngọt. Nhưng mà các em muốn là người đầu tiên, những người đầu tiên sở hữu chiếc thùng Go phiên bản kỷ niệm có giới hạn này của GB thì hãy qua G-Spot để sở hữu nhá. Biết đâu lại là người may mắn chúng giải chơi thì tại chơi thì tại Malaysia hoặc là đen hơn thì có thể là chúng một xe Exciter 155 là nó bẩn, nó bắn hết bùn đất thì đi một tour. Anh em ở xa thì có thể đặt hàng bên em ship hàng tận nơi cho ạ. Cảm ơn anh em.